Đấu trường danh vọng, Dirty TV, mùa đông 2023 đã chính thức bắt đầu với sự tham gia của 8 đội tuyển hàng đầu trong làng thể thao điện tử Việt Nam. Với quy mô lớn và sự tổ chức chuyên nghiệp, giải đấu ngày càng hấp dẫn và kịch tính, đồng thời thể hiện tinh thần thể thao cho thế hệ mới. Sau thành công ấn tượng tại giải đấu quốc tế APL 2023 với chức vô địch đầu tiên cho Việt Nam qua đội Sài Gòn Phantom, Dirty TV đã thể hiện sức hút mạnh mẽ đối với người hâm mộ thể thao cả trong và ngoài nước. Sự kiện Dirty TV mùa đông 2023 dự kiến khởi tranh vào ngày 24 tháng 8 và giai đoạn vòng bảng lượt đi sẽ kéo dài tới ngày 10 tháng 9. Những trận đấu trong giai đoạn này hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn và những trận cạnh tranh gay cấn từ các đội tuyển. Khác với các mùa giải trước, Dirty TV mùa đông 2023 sẽ chỉ có 8 đội tuyển chuyên nghiệp hàng đầu tham gia. Sự khắt khe trong quá trình tuyển chọn đã tạo điều kiện cho cuộc cạnh tranh cam go và căng thẳng, nhằm tìm ra những tài năng nổi bật nhất của cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam. Do đó, Dirty TV mùa đông 2023 đòi hỏi các đội tuyển phải duy trì tập trung cao và phong độ ổn định. Danh sách 8 đội tham dự gồm Sài Gòn Phantom, V Gaming, TDT Esports, SQ Esports, Heavy, MDS Esports, Team Flash và GC Live, trước đây là đội tuyển Box Gaming. Giải Dirty TV mùa đông 2023 tiếp tục tạo nên kỷ lục giải thưởng cho môn thể thao điện tử Liên Quân Mobile Việt Nam với tổng giá trị vượt qua mốc 6 tỷ đồng. Trong đó, các giải thưởng như FMVP và Best Lineup sẽ tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất của giải đấu. Chắc chắn rằng, Dirty TV mùa đông 2023 sẽ mang đến những trận đấu đầy kịch tính và tinh thần cạnh tranh cao trong cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile Việt Nam.